Xin chào các bạn, mấy ngày hôm nay là mình cứ hái và hái liên tục thôi nha các bạn. Ngày hôm qua hái táo, hôm nay thì cứ ra vườn thấy trái gì là hái nha. Thì các bạn yêu cầu mình hái dâu hôm nay và mình sẽ hái thêm một trái bầu bự. Với mình xem ớt chuông chín chưa, mình sẽ hái luôn. Thì bây giờ cho đến khoảng 1,5 tháng nữa thì mình cứ có trái gì mình hái. Chứ không thôi mình để lại là mưa xuống là sẽ hư, rồi lạnh nữa, mưa mà lạnh nữa là hư liền. Cây cà chua của mình kìa, ngày hôm qua gió thổi ngã nguyên cây cà chua bự luôn. Giờ chuẩn bị chút xíu mình quay cho các bạn xem, nó ngã nhìn thấy thương lắm. Giờ phải dựng lên biết có gãy hay có làm sao chưa. Mình thấy ngã cả đùng cái mình dựng, mới dựng sơ sơ thôi à. Ha, hôm nay cầm cái rổ thiệt bự, bự hơn cái thúng nữa ra hái dâu nè các bạn. Nói vậy thôi chứ hái ở trong cái dĩa nhỏ này thôi chứ đựng cái rổ này chắc mình phải trồng 50 thùng dâu mình mới đựng nổi. Cái rổ này phải là 10 kg dâu trở lên đó các bạn. Rổ rất là rộng đó, rộng lắm á. Rồi thì mình sẽ quay thùng dâu thứ nhất. Các bạn xem dâu rất là dễ thương. Mùa tháng 9, mùa thu bây giờ là gọi là lạnh á, hả? Gió thổi cũng lạnh lắm. Rồi mưa nữa mà những cái bông hoa dâu này dễ thương chưa? Lúc nào cũng hiên ngang nở hoa rất là đẹp, không sợ gì hết. Mấy cây cối kia thì bị gió thổi ngã đùng đùng các bạn, ngày hôm qua đi ra đường. Wow, gió ngã cây quá chừng luôn. Rồi, thùng thứ nhất không có gì hết các bạn ơi. Wow, thùng thứ hai nè. Thùng thứ hai dễ thương chưa? Đây, có cái trái nè. Cưng ha. Đó, mấy ngày hôm nay các bạn nhắc dâu quá. Khi mình đăng video về cây táo thì các bạn nói là cô ơi, cô hái dâu đi con. Đây, hái rồi đây nè. Hái liền đó. Cô ơi, cô hái. Hái liền, bỏ vô đây. Bỏ vô cái hộp ha. Bỏ cái hộp có đẹp không? Cái hộp đợt trước dính dâu dơ quá hả? Thôi bỏ vô cái dĩa đi. Wow, dễ thương quá các bạn. Nhìn thấy cưng ha. Rồi kiếm chỗ để nè. Thôi để đất đi. Đây đây đây. Dễ thương chưa? Dâu dễ thương ha. Lúc nào mình ra mình kiểm tra cũng có trái cho mình hái hết trơn á. Hai trái rồi. Tiếp tục tìm thôi. Thùng thứ hai này cũng cho mình nhiều trái vừa rồi lắm á. Thứ hai, thứ ba cũng dễ thương. Wow, ở đây nè các bạn. Mấy không mình bỏ sót ở đây nè. Đó, dễ thương chưa? Núp trong cái lá gì mình đứng lên mình mới thấy. Nè, cưng không? Hái nha. Đỏ tươi, thiệt là đỏ tươi. Quá đẹp luôn á. Ngon ha. Hái đi. Quá chừng, dễ thương. Đó, trồng vậy ai cũng thích các bạn ha. Nhìn cưng quá chừng à. Xe dơ lên về cho nó sáng nè. Đó, nhìn đẹp chưa? Wow wow. Nhìn nó dâu quá. Đã luôn á. Rồi tìm đâu nữa. Trong này có một cặp ba trái luôn, ba trái nè. Nè. Bứt cả ba trái luôn nha. Thương chưa? Mấy em sau chắc đi ngủ rồi hay sao? Ồ, gió kìa, các bạn thấy nè. Thấy gió không? Đó. Gió đang ào ào tới đó. Mấy cái dâu này cứ ở dưới cái thùng thôi, đâu có biết gió gì đâu. Những cái cây lớn mới sợ gió với dâu đâu có sợ. Hai, ba trái. Đẹp chưa, đẹp chưa? Đây, vô đây nằm chung. Đó, dễ thương chưa? Ra kiểm tra cái là có. Ăn liền nha. Xem còn trái nào nữa không. Đó các bạn nói à, cô ơi, chị bui cái dâu này, chị nhẹ nhẹ tay thôi, em nhìn em xót ruột quá. Bây giờ mình nhẹ nhẹ tay thôi, mình nghĩ à, mình bui nhẹ mạnh mạnh thôi, dâu nó mới thức tỉnh, nó ra trái các bạn. Nói vui thôi nha. Tại mình sợ các bạn xem video hơi lâu đó, mình làm cho nhanh để mình đi vô. Chứ video dài á, mình sợ vậy cho nên mình làm cái dâu này nó hơi mạnh mạnh như vậy, các bạn la liền. Đó, thùng thứ ba cũng đâu có thấy gì đâu các bạn ơi. Thùng thứ ba không có gì hết. Đó, được mấy trái nhâm nhi hả? Còn đâu nữa? Thùng thứ ba đã không có rồi đó nha. Thùng thứ tư. Thùng thứ tư là phải có rồi nè. Nhìn sơ sơ là thấy nè. Hello, hai trái dâu dễ thương. Thấy ghét chưa?
Đó, mình tới là chào đón mình liền, cho mình hái liền nè các bạn. Hai trái dâu quá xinh ha. Ngon chưa? Tròn quấy à. Hái thôi. Bứt nha. Đã quá à. Đó, tươi rồi rói ha. Chừng này đủ làm ly sinh tố rồi đó. Đó, ly sinh tố cho đứa bé nhà mình uống đủ rồi đó. Đây đây nữa nè, chưa chín nè các bạn. Không, đây chùm còn sống nè. Các bạn kêu thử thách cô ra hái dâu sống ăn là mình thèm luôn các bạn. Nhưng mà để chín hái cho đẹp ha. Đó, khi nào mùa đông sắp tàn chuẩn bị mình hái dâu sống mình ăn nha. Đây nè, có con gì ăn không? Hên quá, chưa có con gì ăn các bạn ơi. Mấy ngày hôm qua hái táo vô nhà. Đó, ngày hôm qua hái táo vừa vô tới nhà là mừng lắm các bạn. Tại gió quá, ngồi ngồi sợ. Vừa vô tới nhà xong chút nữa ra thấy cây cối của mình ngã chân. Mấy cây mà trồng trong cái chậu á, cây táo, cây gì trồng trong cái chậu nhỏ nhỏ là bị ngã hết. Đó, ra dựng lên, nhìn cái trái này, nhỏ quá chừng ha. Hi, cái trái có hư không? Hư thì bỏ riêng ra bên. Còn trái nào? Rồi, hết rồi đó. Thùng thứ tư hái được chút xíu vậy thôi. Đây, 2, 4, 6, 8, 10, 10 trái rồi. Ha, thùng này dâu bạch tiết nó không có ra bông, không ra trái luôn, khỏi quay. Đó, thùng dâu bubble berry mình kiểm tra đi. Kiểm tra nè, hoa thôi là hoa. Hồi nào mình tưới mình thấy nó có trái hồng hồng. Đây nè, cái trái nó ngộ hết sức luôn. Nó hồng, thiệt là hồng mà nó thơm lắm nha các bạn. Thơm phức à. Cho nên ra nhỏ tí mà nó thơm, thiệt là thơm. Đó. Còn trái nào nữa không? Nó cứ ra nhỏ nhỏ vậy thôi. Rồi, bubble berry chỉ vậy thôi. Không có gì thay đổi hết. Đây, thùng dâu thứ 7 nè. Có chùm nè. Ngon ha, hái thôi. Đó, chùm của nó nè. Thùng dâu thứ 7 lúc nào cũng có cây xà lách nè. Giờ để cho ra bông luôn. Hái luôn 3 trái luôn nha các bạn. Đó, ra hái ít ít vậy cũng có hái rồi. Mình không hái thì mấy hôm sau nó ăn hết đó các bạn. Mình không hái 1-2 ngày nữa mấy trái này cũng mất tiêu luôn. Ổn ha. Bên này nè, này có chùm nè, của thùng thứ 7 nè. Hườm hườm hái không các bạn? Trái này hườm chứ ngon lắm á. Mũi chích rồi sao? Nè, quá chừng ngon ha. Hái. Đó, ngon chưa nè. Đó, trái nó ăn chấm muối mới đã đó các bạn. Nhìn dầu thấy thương ha. Hái ít thì mình quay ít, nhìn thấy cân dễ sợ chưa. Đó đó. Rồi tiếp tục. Coi trái này thì để lại nè. Còn xanh quá. Wow, ở trong này nè các bạn. Giống dâu chị View, cái cuốn thiệt là bự. Mình ra trái nè, chín đẹp chưa. Trái dậy mới là trái ha. Căng tròn mà chắc nụi à. Ăn bông một cái là giòn rụm. Còn ở trong á thì ngọt ngào mà thơm mùi dâu. Còn cái đầu này thì ăn vô nó sực giòn giòn các bạn. Đó, bứt nha. Thương chưa? Nhìn cái dâu mà không thấy đã thôi á. Đó, vô đây là nằm bự nhất nè. Đó, bự con nhất trong đám đó nha. Đã chưa các bạn? Hái dâu hôm nay cho các bạn xem rồi đó. Lời hứa những cái email bắt các bạn gửi cho mình quá nhiều luôn. Cứ dâu đâu cô, ngày nào không có dâu là coi như nhớ, chịu không nổi. Nghe nói vậy là mình rạo rực, mình chạy ra mình hái liền, không có đợi chờ nữa đó. Các bạn giống như là gửi thư động viên cho mình mới nhớ tới dâu hay sao, còn thôi mình quên lãng luôn, đi ngủ luôn à. Ha. Đó, thùng thứ 7 đã hái xong rồi. Còn trái nào nữa không? Hello. Còn trái nào nữa không đây? Hết rồi các bạn ơi. Hết
thiệt rồi đó. Hả? Giờ mà còn trái nào nữa cái wow, không có. Không có mà cứ wow. Rồi ở đây này. Đây thùng thứ 8 ha. Thùng thứ 8 mình mượn chỗ để các bạn coi kìa. Những cái lá dầu mà nó tốt đến nỗi mà cái cuốn của nó cứng cáp mà mình để cái dĩa lên được luôn nè các bạn, thấy chưa? Coi cái cuốn của nó nè, nó mập. Ú mập ù. Đó, ú nụ luôn á. Nhìn cái lá nè, thấy cưng chưa? Có con cháu cháu hay cào cào gì nó bu trên này nè các bạn thấy không? Đó, mấy con phá hoại mùa màng đó. Rồi, mình xem. Thùng thứ 8 này có trái gì không? Wow. Bui ra một cái là la, được hái liền thôi. Không có phải đợi chờ bui một cái thứ hai. Cái thứ nhất thôi là đã được hái rồi nè. Đã quá chừng, các bạn thấy hấp dẫn chưa? Trời tối rồi đó. Trời hôm nay là mưa. Bây giờ là 7 giờ, 7 giờ buổi tối, thấy tối nhiều hơn mấy bữa, thấy chưa? Sắp tới mùa đông rồi, càng ngày cái giờ nó càng trễ, nó về tối. Mấy bữa 9 giờ vẫn còn sáng, bây giờ 7 giờ là sắp tối rồi. Đã chưa các bạn? Hái tiếp tục thôi. Nhìn trái dầu, thương ơi là thương, dễ ơi là dễ, thương ơi là thương, quá chừng đã ha. Bạn thấy chưa? Cũng đáng ha. Ra hái cái là được mấy trái liền, không hái là coi như là không được gì hết. Rồi để bên đó đi, bùi tiếp. Đó đó đó, coi còn trái nào nữa không. Cây rừng, cây rú gì vô trong này mọc vậy? Dục ra. Đây nữa. Những bông hoa rừng bay tùm lum xong vô cây dâu mình mọc. Ngon lành ha. Rễ còn dài nữa. Trời ơi. Còn nữa không? Coi cho kỹ ha. Hết rồi. Hết rồi các bạn ơi. Vậy thôi cũng vui rồi ha. Đó. Thấy tội nghiệp không? 8 thùng dâu đã hái được chừng này nè các bạn. Thấy thương ha. Dễ thương chứ bộ. Đó. Giờ đi qua thùng dâu Triệu View, hái được trái nào thì hái nha. Dâu Triệu View bây giờ cũng đang nghỉ ngơi ra bông đó. Đã tới thùng dâu Triệu View rồi các bạn. Đó. Thùng dâu Triệu View thì bây giờ đang hồi sức. Đang chuẩn bị ra hoa đó các bạn. Nè. Đó, cứ hái xong là ra hoa. Đây 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 đây. Cái trái này mình xem được không? Đó, cũng có trái để hái nè. Ngon. Ở đây nữa nè. Đó, được hai trái. Triệu View ít vậy. Hết rồi. Triệu View vừa hôm đó có nhiêu trái mình hái rồi. Hái trái bầu nha. Trái bầu nè. Đó, hái đi chứ không thôi. Bây giờ còn non nè, ăn cũng ngon nè. Mình để, mình sợ nó trời mưa xuống nó hư. Đó, mưa ở đây không có phải bình thường như mưa Việt Nam đâu các bạn. Mưa rồi còn lạnh lẽo nữa cho nên nó hư. Còn Việt Nam mưa mà mưa ấm là trái cây nó sẽ lớn. Đó. Hoa quả nó sẽ lớn, còn ngày mưa lạnh giá không có cây trái nào mà chịu nổi hết trơn á. Đó, những trái bầu mới ra sau này nè, không biết có kịp lớn không. Đông đưa từ trên xuống dưới, trái nào trái nấy nè, đó đó đó. Bên này nè. Ra hoa ra trái gì mà quá chừng, cái chưa kịp gì hết trơn, cái đi ngủ đông thấy tội nghiệp không. Đây nè, đó các bạn thấy không? Một mớ trái này đang lớn nè. Nhìn thấy cưng vậy mà chuẩn bị lạnh giá rồi, phải vô mùa đông thôi. Tạm biệt mấy cái trái này thôi, các bạn thấy thương không? Đó, giá như mà ở Việt Nam á, thì những cái trái này sẽ lớn nhanh ào ào rồi. Đây là cây gì các bạn biết không? Đây là cây bông Atiso. Đó, Atiso thì nó chịu lạnh được, chuẩn bị nó đang ra bông đó nha. Rồi một mớ bí của mình chắc không kịp đâu, đang ra bông ra trái đó, không kịp đâu. Ôi. Đó. Hái trái bầu nha. Để đây không yên tâm, mưa là sẽ hư. Còn mấy trái còn lại thì cứ lớn được bao nhiêu thì lớn. Đi đi ha. Nhìn nè. Đó, cái cuốn nó nằm ở trong nè các bạn.
cái trái thì đã chưa? Mưa rồi các bạn ơi, cắt lẹ đi vô mưa. Đó, các bạn thấy trái bào chưa? Bây giờ mình sẽ cắt nha. Cắt đây ha. Wow, đã chưa các bạn ơi? Để xa xa mới thấy được nè. Nhìn thấy đã hết sức luôn, đo có mấy gang, 1 gang, 2 gang, 3 gang, mưa rồi các bạn ơi. Mưa chạy thôi. Mưa. Mưa chạy đến nhà nha. Thôi. Các bạn thấy mưa không? Mưa lớn luôn á. Đó, đem kia cái rổ mày. Đem cái rổ mà không được đựng nè. Thôi bỏ vô sách vô nhà thôi nha. Đó. Chạy. Mưa. Mưa rồi các bạn. Ướt hết trơn máy quay phim rồi. Đó các bạn ơi, ở ngoài vườn đang hái ngon lành như vậy, bị một cơn mưa thiệt lớn. Ao, rào, nhỏ hột thiệt lớn các bạn, dí mình chạy. Đó, chạy vô tới đây nè, cây quay phim để ngã nghiêng, ngã ngửa. Rồi trái bầu, hái được trái bầu thôi. Mới dâu, ok rồi ha. Mình vô nhà mình xào bầu mình ăn thôi. Rồi cái này dâu nè, vô chấm muối ăn. Thiệt là ngon nha. Thôi, vậy là được rồi. Hôm nay vậy thôi ha. Mai hái tiếp, còn nhiều trái cây khác đang đợi chờ ở ngoài vườn nữa, mình sẽ hái hết cho các bạn xem nha. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ, rồi hẹn các bạn xem những video sau của mình nữa nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.